Nan rừng bonsai Bắc Giang chào các bác nhá. Hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi, có cây hoa mẫu đơn đang bung lụa rất nhiều hoa, quay tí cho các bác anh em chiêm ngưỡng tí. Đơn đỏ nhá. Đấy. Cây này nó có một gốc đường kính cỡ khoảng độ 5 cm, nó chẽ được hai cái thân đây, đang bung lụa rất hăng. Đấy, còn rất nhiều lụ nhá, lá rất mướt. Quay tí bác nào yêu thì alo em để lại cho nha. Dòng này hoa rất to đấy, hoa bằng cái bát, lá xanh đẹp đấy. Em này cứ thích cả cây, thích cả lan, vừa làm cây vừa mới sưu tầm tí lan, nhưng mà cây thì còn nhiều lắm. Bác nào thích thì liên hệ. Đây gốc suối khủng này, năm ngoái làm xong đâu đấy rồi cắt giật làm lại, đang chờ hết nắng này sửa lại bông râm cho nó ấy. Gốc khá còn quại nhá. Đấy, nhìn cái đơn sướng chưa. Đây còn cái dưới nữa đây mẹ, như con rồng đấy, gốc của nó đấy, ba thân một đầu mẹ, như con rồng nhá. Bác nào yêu thì liên hệ alo em để cho. Cây thì còn nhiều các kiểu, rẻ có đắt có, nhưng mà đắt đắng thì không có, giá rất yêu thương thôi nhá. Tùng La Hán này đang làm được hơn năm rồi đây, rồi tốt rồi đây. Quay lại vườn lan cho các bác thăm tí. Đấy, vừa rồi lan với nước nó sùm chán thì buồn vào nữa. Đang sắm được 20 giò bé bé này, nhưng mà thấy giá lan rồi các hàng bán lộn xộn quá chán chả buồn vào nữa, không biết thật giả thế nào. Em thì em chưa có hàng va, toàn chơi hàng thường thôi, nhưng mà nghe cũng chán. Đấy, đại loại là cây phát triển rất khá nhưng mà thấy mất hứng, không biết ông nào thật ông nào giả nữa. Anh em nội tộc họ còn lừa nhau bán lan giả ba mấy triệu đấy, các bác đã xem cái video đấy thì biết sợ quá. Thế thì biết chỗ nào bây giờ mà mua nữa. Tôi chơi ít thế này thì vậy, tôi chơi cho vui thì vậy, mang tiếng chơi cái hay cái đẹp nhưng mà toàn lừa nhau chán. Đây một giò gà, đây gà Lai Châu của nó anh nhá, chắc tầm 40 cm rồi đấy, hai thân. Còn đây là hạc vĩ thiên cung rồi mẹ, lên ra phết đây. Đây có một cái lá cháy lắng này, lõn vẫn rất khỏe nhưng mà cháy lắng nhé, cũng phun vôi cho nó đấy, nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu cũng thấy một cái ngọn bị thối đấy. Cái dòng này cũng vẫn dính đấy, như đoạn loại là vẫn vẫn chống đỡ được. Long tu Lai Châu, chính người Lai Châu mang về bán, mua
Hôm mấy giờ chưa biết gì về Lan này. Mua tí hàng rừng về chơi. Ít thập hoa. Lỡ hoa xong rồi mầm gốc đang lên tu tu. Còn đây là mấy chậu gà thì cũng tong teo nhưng mà có khả năng vẫn may vẫn được mấy ngọn này. Đây vẫn là thập hoa này. Còn đây hai chậu gà này hơi tong teo một tí. Hơi yếu. Cháy lắng. Đại châu à. Châu dễ lên rất khỏe này, nhưng mà chắc năm đầu này còn yếu. Đây như cây này thì lên khá khỏe. Cây này cũng ổn này. Cũng có những cây này lên rất tốt. Có những cây thì chưa lên mấy. Mình cũng chưa biết đường trăm. Những cây này là lên ổn này, ngọn nõn đi. Khá tốt này. Đây những cây này. Đây những cây bé bé này nhưng mà thấy bắt đầu lõn, bắt đầu phát triển rồi.